vì cái cuộc sống hiện tại và cái cuộc sống thời gian sắp tới là do ông Tư quyết định, và ông Tư sẽ là người cảm nhận rõ tất cả. Hôm nay á, tụi mình được ngồi đây, được cùng với ông Tư trên một cái con sông này, xuôi cái dòng sông này về lại bến đậu, rất là vui luôn mọi người. Và bây giờ thì cái chiếc xuồng ông Tư á, chúng ta đã quan tâm tới chuyện nước mắt không bây giờ cái món về món chơi đậu đó đó. Và chiếc xuồng của ông Tư á cũng đã cặp với chiếc xuồng của tụi mình để về cái bến đổ của ông Tư hàng ngày. Ông Tư neo đậu ở nơi đó, và điều của tụi mình và tất cả mọi người mong ước nhất á là làm sao để cho ông Tư được trùng phùng với con của mình trong những ngày tháng sắp tới. Nhưng tụi mình á thì và luôn tôn trọng ý kiến của ông Tư, vì cái cuộc sống hiện tại và cái cuộc sống thời gian sắp tới là do ông Tư quyết định, và ông Tư sẽ là người cảm nhận rõ tất cả. Hôm nay á, tụi mình được ngồi đây, được cùng với ông Tư trên một cái con sông này, xuôi cái dòng sông này về lại bến đậu, rất là vui luôn mọi người. Vì đâu đó được gần á, được ông Tư cùng với các anh em sẽ có một buổi tâm sự trên một cái chiếc xuồng như thế này, để kè nhau và đi với nhau. Cảm ơn anh chú. Cảm xúc ông Tư giờ sao, vui không? Quá vui. Quá vui. Quá vui liên lạc được cái con. Ông Tư đã liên quá vui các gặp mấy chú. Quá vui là để mừng cho các chú lo trong cái mạnh thường quân tổ, các chú để lấy lòng hảo tâm hộ cô bác để đưa đẩy cho những người đau khổ. Ở một cái video trước á, thì ông Tư kể về cái cuộc đời bất hạnh của mình từ nhỏ cho đến lớn. Mẹ em bỏ ra đi, ba thì mất không biết ngày, con thì anh em á, thì lại không biết nơi đâu để mà tìm. Và ngày hôm nay á, chắc có lẽ là một trong những cái chuỗi ngày vui nhất gần cuối cuộc đời của ông. Và trên cái đoạn đường này, mình muốn nghe Bùi Hồ, Út Đồng Tháp và Đạt Đồng Tháp cũng muốn nghe ông Tư trải lòng về những cái vui buồn thăng trầm của ông trên cái dòng sông này ha. Hàng ngày thì không có cái chiếc xuồng nó neo như thế này là ông Tư cứ bơi, ngồi và bơi thôi. Đi tới tầm bây giờ là quán thứ quán bôi, nước lớn đi thì nó lâu về. Con đã nghe ông Tư nói được rằng là khi mà anh Sầm Hưng lên nè, rồi chị Cẩm Hường lên và hai cháu ngoại của ông Tư lên gặp ông Tư thì có thể là ông Tư sẽ suy nghĩ lại. Đúng. Đối với ông Tư chắc có lẽ là những ngày mà vui nhất hơn ông Tư hả? Ngày nay là thấy vui nhất, nhưng mà cũng còn chưa vui bằng khi nào cũng được cái kia. Dạ. Cái đó là ước nguyện. Dạ. Còn quà tặng cũng vui. Dạ. Mừng. Nhưng mà mừng Phật là cũng như năm thôi. Còn năm nữa tôi mong ước cho mấy chú, như các cô bác các là nơi thắp hương ủng hộ tôi nữa, chiếc ghe cho tôi đừng có nước nôi, đó là tôi còn mất tâm nữa. Trước giờ tôi còn lại ngày nay tôi 74 đời, trước giờ còn lại đó cũng không bao lâu nữa tôi cũng không còn chân cuộc đời nữa, nhưng tôi mong ước sao để cho tôi ăn miếng cơm cho ngon, tôi ngủ giấc ngủ cho nó khỏe. Bây giờ hỏi tôi vậy chiếu tác chiếu đó mà nghe thì giả đủ tan á, thành ra cuộc đời tôi càng lo những nào tôi càng đau đớn, vừa nhớ con vừa thương cháu vừa nhớ vợ, rồi giờ dò cảm về quan hệ bạn, thành ra cuộc đời tôi phải càng chi nhục. Con nghe ông Tư nói cái câu gì nè, ngày xưa mình còn trẻ một thời oanh liệt, lúc đó thì bên vợ của mình á thì lại có những cái quan điểm nó khác nhau. Thì bây giờ mà quay lại về Cà Mau á thì ông Tư sợ người ta coi ông Tư không ra gì. Đúng đó. Một hồi trước tôi cũng một người để mừng mướn quanh liệt liệt, nhưng mà giờ tôi tạm phế thì tôi trở về bên vợ tôi thì cũng khó cho tôi. Nhưng mà có khi nào ông Tư nghĩ rằng thôi thì mình cũng đã gần cuối đời, mình có thể nguôi ngoai mình cho qua được không?
tôi xóa bỏ nhưng mà tôi về về chơi với con với cháu nội cháu ngoại đồ có hai bữa thôi chứ ở luôn là luôn bạn. Hôm qua con có nhận được một cái cuộc gọi của một sư thầy ở ngay tại Sóc Trăng này luôn. Sư thầy nói ở trong cái ngôi chùa đó đó có rất là nhiều ông cụ và một trụ trì đó đó rất là thương những cái hoàn cảnh giống như ông Tư, và người ta thấy được rằng cái tay của ông Tư á đẹp lắm và thấy ông Tư rất là hiền, người ta muốn ngỏ ý với con á cho ông Tư vô đó để mà ông Tư có thể hoàn dưỡng vào những lúc tuổi già. Ông Tư nghĩ như thế nào? Tôi không nghĩ chứ, đây là đúng liền đây đó, cũng đây nhà thờ đó. Cô bác đúng liền đây nè. Thôi giờ bác ơi, tụi con thì cũng vô đạo vậy đó, giờ bác vô đạo đi rồi đằng này tụi con lo, rồi ông cha lo. Tôi nói không, đúng đúng lắm, đúng đánh vậy, tôi không đi chùa đi nữa. À, muốn là giống như vô một cái viện dưỡng lão vậy á, ông Tư cũng có thể ăn mặn được. Cũng không luôn, tôi sống là tôi nói thẳng với cô quán với chờ bằng cụ thể, tha đời tôi đó còn quay lại được, tôi thử tâm tự đánh. Tụi con đang lo một cái vấn đề như thế này nè, sau khi tụi con quay được những video clip lên á, thì chị Hường đã tìm được ông Tư rồi. Đúng. Chị Hường cũng đã nên lặn lội đường xa, gác hết mọi công việc lại lên đây để gặp ông Tư. Đúng. Mục đích duy nhất của chị á là muốn ông Tư được về để cho chị Hường có cơ hội báo hiếu phụng dưỡng cho ông Tư. Đúng. Tuổi già. Dạ. Và rất là nhiều người cô bác quý anh chị đã xem được video clip của ông Tư, thì khi mà ông Tư cố sống ở trên này đó thì chị Hường ở trên đó chăn êm nệm ấm, ông Tư thì lại lạnh lẽo mưa gió dầm về. Ngày nay sống ngày mai không biết ra sao, thậm chí là khi trăm tuổi già nằm xuống thì không biết là có con cháu bên cạnh mình hay không. Cái mục đích của chị Hường á là muốn báo hiếu cho ông Tư những cái quãng đời còn lại. Thì ông Tư sống ở trên này á thì người ta mà không có về với chị Hường á, người ta không có hiểu được clip á, người ta nói thầy sống ở dưới đó êm ấm như vậy, người ta sẽ kêu kêu chị Hường. Ông Tư có lo cái vấn đề đó không? Không lo, tôi cũng lo, tôi sợ đó. À, con tôi nó không biết tôi mà giờ nó biết nó đẹp, nó chẳng sàng bảo vệ cho cha nó, mà tôi nó đẹp và cảnh của tôi nó khác, mà con tôi nó cũng lớn lên nó cũng biết rồi, sống viện đồ chứ là mấy chú mấy cậu với nội ngoại đồ cũng nói cho nó biết rồi đó. Cho nên tôi cũng nói thẳng tôi giờ về cũng không về, còn mấy chú giúp tôi được chứ kia tôi rất cảm ơn. Dạ. Có nghĩa là ông Tư thì cũng ông Tư cũng muốn sống với con mình. Đúng, nhưng mà không muốn về vì cái nỗi đau ngày xưa nó để cho ông Tư để lại cho ông Tư nhiều cái ấn tượng quá. Con đấy mà, theo con đấy mà. Vậy dạ. Là chú Tư là quyết định sống ở xứ người chứ không về xứ nhà sống. Không. Dạ. Không chịu đi vô chùa luôn. Không đi chùa hiểu chưa? Đó, à tôi nấu nước cúng bà cậu để sống ghe, mình nhờ bà cậu, rồi mình phải nhớ trời Phật đất nước ông bà cũng quyền đất độ đó, nấu nước trà con đẩy mỗi cúng rồi mình uống vậy thôi. Người ta nói rằng là được con báo hiếu á thì được chị ông Tư đi nhặt ở dưới sông giống như cảnh này nè. Yeah. Thì người ta xâm vầy hôm qua con cũng có nói clip á, thì yeah, con nó có dịp nó được báo hiếu để mà nó trả cái ơn sinh thành dưỡng dục, thì tại sao ông Tư không cho chị Hường một cơ hội đó? Yeah. Nhưng mà ý tôi nói một hai hai. Dạ. Bởi lời tôi thề, tôi nói hồi trước tôi ở trên này, tôi đi cùng với bạn, tôi nói nếu sau này tao có gặp người yêu tao chết hồi đó Minh Hải chứ không phải tỉnh Cà Mau, à tao chết tao Minh Hải, tao không về trên Cần Thơ, rồi gặp người vợ người cháu con vậy đó, hoặc là bên vợ bên vậy rải đưa cuộc đời của tôi vậy đó, ra tôi là thầy
ra đi không hẹn ngày về. Ra đi không hẹn ngày về. Đó. Nói thẳng một lần cuối của tôi. Thẳng cho mấy chú luôn. Chỗ hai nhà chắn chắn chỗ cái bận đó. Ờ. Không có chiếc xuồng này ông Tư bơi mấy tiếng nè? Cỡ một tiếng rưỡi. Một tiếng rưỡi. Mà đi nước xuôi đó nghe. Đúng rồi. Ông Tư ơi, cũng có một cái cuộc gọi á là nói con nên khuyên ông Tư á lên vận động cái giò đi nhiều lên một chút. Tại ông Tư ở chiếc ghe nè, ít đi nên cái giò ông Tư từ từ nó yếu á. Không phải tôi yếu rồi, tôi trên tờ đâu. Dạ. Rồi về chú ghe tôi vận động đó. Cũng bò tới bò lui. Cũng bò tới bò lui nhưng mà khi ấy hay là cái giò chú Tư bị treo cơ. Tôi cũng bóp vậy nè. Nó bị rút rồi. Tôi cũng bóp vậy, tôi cũng đấm đá dữ lắm nhưng mà nó vậy, nó không phải vậy. Tư dằn nắng với cái giò Tư nè. Tư bị hai giò bị treo co hết luôn đúng không? Cái này thì nó còn đỡ. Sẵn clip này có nhắn lời gì với cháu ngoại của mình không? Hai đứa cháu ngoại, một đứa cháu là lớp 12 rồi. Dạ. Một đứa cháu là lớp 8 rồi mà một mình chị Hường bươn chải thôi, thì ông Tư có muốn nhắn nhủ lời nào đến hai người cháu ngoại của mình không? Thì tôi cũng xin nhắn con à, nói với hai cháu của cha ráng cố học được nên thành người, học tới chết cũng phải học giống như cha nó đi, chứ đừng như cha nó với ông ngoại đi, chứ đừng có là buông ta, sau này xã hội coi không ra gì đâu. Thôi nhân nhiêu thôi. Con nhắn gì cả, cháu lên thăm ông không? Thì nãy nhắn rồi, nói dạ. Con phải chở em con với hai cháu ngoại lên cho cha biết một lần, tụi cha mới tránh được. Vậy thôi. Dạ. Đầy của tôi giờ vậy thôi. Người ta thì thường có ước mơ lớn lắm. Thậm chí con nói người ta nói có một cái câu như thế này nè. Cái người sống có một cái nhà, chết thì có cái mồ, mất thì phải có một cái mồ. Yeah. Mà ông Tư hiện nay không cần cái nhà luôn, chỉ cần một cái chiếc ghe thôi. Rồi một mai ông Tư trăm tuổi già rồi lủi thủi ở dưới ghe rồi sao? Thì cũng phải có mồ. Yeah. Không lẽ giờ tôi chết trong chiếc ghe này, trâu nổi vậy cô bác để trâu nổi tới đây tới nọ thúi quá nhau. Cô bác cũng phải đem tôi lên, dù không chôn tôi chỗ tốt cũng chôn tôi chỗ xấu. Bông ba quá nhiều rồi. Dạ. Già cũng lại lên đên nữa. Nếp lớn đi gồng về vậy đó. Rồi hỏi chú về còn nghĩ gì nữa mấy chú. Chú cô á. Đi ăn tư gì mất. Câu thơ nào nói về cuộc đời của mình không? Không. Câu thơ thì nói thiệt chú rồi đó. Tôi cũng chào thanh niên, cũng chơi bời đám tiệc cô bác ra ngủ đần ca này nọ đó, cũng đần ca hát mà giờ quên hết trơn, nó không còn cái trí nhớ mà để này nọ. Bởi vì tôi buồn về bên vợ tôi, cha con tôi, tôi nên người tôi làm với vợ có cái tỉnh mà đi vui. Giờ chú còn học bài ca nào không chú Tư? Nhẹ sao? Nhẹ dễ bơi. Chứ như ghe này á thì lâu lâu á đóng rông thằng nó bơi buông nổi. Có chiếc xuồng tam bản nó bề dài khoảng 1.3 6 mét chú Tư. Giờ tôi á cũng nhờ mấy chú nhờ cô bác ha. Chứ theo tôi mong ước á tôi nhờ chiếc vỏ mũ. Dạ thì chiếc vỏ mũ đó, tam bản mũ. Để cho nhẹ bơi. Chứ nếu ghe cây này á thì giờ đó tôi thấy 6-7 năm trời giờ nước nôi rồi, nếu kéo lên á thì không có tiền để chét chai đó, thấy không? Nước thì nếu ước mơ của chú trở cảm tưởng là tôi được cái vỏ đó. Để cho tôi sống. Dạ. Sống cho nó
sợ đám đáy rồi nè. Tắt đi. Cái bến của ông Tư là ngay cái bụi dừa nước đó đó. Ờ, đó. Chết luôn, chết luôn. Đến nơi rồi. Giờ đây kiếm cho khỏe nha. Dạ. Rồi thấy vậy đó là tôi cũng nói thẳng với ba chú. Đời tôi nguyện ước giờ còn có bao nhiêu còn lại. Rồi thôi ông Tư từ từ thả vô nha. Ủa, vợ con tôi giờ tôi liên lạc được. Nghe vậy tôi cũng cảm ơn các chú là này nọ với các cô bác. Rồi con bye bye ông Tư, mưa tới rồi. Ôi 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 ôi. Được ông Tư. Cũng về bến đổ của ông Tư thường ngày rồi. Đó. Yên tĩnh rồi đó. Chỗ này nó có cái vườn nước. Nó vịnh vịnh đó. Dạ. Thôi ông Tư vô luôn đi rồi con phải phải neo dây neo dây cho ông Tư. Ông Tư thường thường nó cạn gì rồi sao ông Tư buộc được ta? Đâu nước lớn mới buộc, nước lớn mới vô cột vô hổng vậy đó. Dạ. Dạ con đẩy ông Tư vô một chút nha. Dạ. Rồi bye bye ông Tư. Chào ông Tư luôn. Cảm ơn các chú. Các chào các cô bác. Dạ. Cầm trong là